Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Dương Dê và ngồi cạnh mình hôm nay là bạn Trịnh Hải đến từ kênh YouTube Chơi Hay. Xin chào bạn. Hôm nay thì bạn Hải sẽ đến đây dưới tư cách là một người sẽ test những cái tựa game siêu nặng ở trên kênh YouTube của mình. Đấy. Và các bạn biết là đây là chiếc điện thoại iPhone 10S Max, chiếc điện thoại có hiệu năng cao nhất của Apple bây giờ. Bình thường thì chúng ta sẽ tưởng tượng là iPhone 10S Max hiệu năng như thế thì chắc chắn là sẽ không có thể có tựa game nào có thể làm khó được chiếc điện thoại này, đúng không ạ? Đấy. Thì theo em bây giờ có tựa game nào có thể làm khó được chiếc iPhone 10S Max này? Vâng. Như tựa đề của video thì ngày hôm nay thì em sẽ test một tựa game mà có thể làm khó được chiếc iPhone 10S Max này ở thời hiện tại. Đó là tựa game mang tên là ARK Survival. Tức là đây là một tựa game sinh tồn. Nó nhưng mà nó sinh tồn theo không phải nó giống cái PUBG Mobile mà nó sẽ là sinh tồn ở giữa một cái bầy thiên nhiên, giữa bầy khủng long đấy. Và như anh thấy thì cái tựa game này thậm chí là nó còn nặng hơn cả PUBG Mobile về liên quân, đúng không? Vâng. Đấy. Mình tại sao hôm nay mình lại mời bạn Hải đến từ kênh Chơi Hay đến đây, bởi vì mình đã theo dõi cái video bạn ấy làm về con LG Phone 2, test game ở trên con đó, và thực sự là cái video đó giờ gây rất nhiều ấn tượng với mình. Sau video đó mình có liên hệ trực tiếp với bạn Hải và bảo là bây giờ anh cũng có cái chuyên mục là test game như này thì em đến kênh của anh. Quan trọng nhất ý là khi em đã đến kênh của anh rồi thì chúng ta phải nói thẳng với thật về khán giả, nghĩa là điện thoại có gì là chúng ta phải nói rõ ràng luôn, test trực tiếp cho khán giả biết luôn. Đấy. Cho anh hỏi luôn, đấy là bình thường những bài test của em ấy thì em sẽ ngoài cái việc chơi game em sẽ quan tâm đến những vấn đề gì nữa? Thực ra khi mà đánh giá hiệu năng ấy thì chúng ta sẽ quan tâm tới ba cái yếu tố chính. Đầu tiên đó là khả năng tối ưu của hãng đối với cái sản phẩm của mình. Tức là anh để ý là một con chip thì nó có thể nhiều máy sử dụng, đúng không ạ? Đúng rồi. Thì chúng ta sẽ xem là hãng này với chip này thì nó sẽ tối ưu như thế nào. Vào game chúng ta sẽ biết được ngay. Cái thứ hai đó là trong quá trình chơi game thì dù là thiết bị nào nó cũng sẽ có một cái độ trễ giật lag nhất định, thì chúng ta sẽ xem là cái mức độ nó như nào, có chấp nhận được hay không. Đấy, có mang lại cho ta cái trải nghiệm chơi game tốt hay không, hay là sẽ gây khó chịu ở mức độ nào đó. Và cái thứ ba đó là cái nhiệt độ khi mà chúng ta chơi game thì nó sẽ như thế nào, nó có nóng quá không, và nó có ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game hay không. Vậy là đó chính là ba cái yếu tố mà các bạn đang quan tâm nhất bây giờ, đúng không nào? Đấy. Và Hải nói cũng rất là đúng thôi. Ví dụ như là Apple thì nó chỉ có một con chip thì nó làm gì thôi. Vâng. Nhưng mà ví dụ như với Android này thì bọn mình có thể làm rất nhiều những chủ đề. Ví dụ như là test chip Snapdragon 855 ở trên Oppo Reno 10X Zoom. Hoặc là Snapdragon 855 ở trên Galaxy S10 Plus Mỹ. Vâng. Đấy, hoặc là Snapdragon 855 trên Xiaomi Mi 9 với K20 Pro. Và nó sẽ là khác nhau đấy nhá, bởi vì các hãng là tối ưu khác nhau, đúng không ạ? Ok, bây giờ thì để không làm mất thời gian của bạn nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay với tựa game ARK, một tựa game siêu nặng, để xem là nó có thể làm khó được chiếc iPhone 10S Max này hay không. Đó, chúng ta cùng bắt đầu. Và cuối video thì bạn Hải sẽ đưa ra kết luận xem là cái tựa game này nó chơi như nào. Và nếu các bạn muốn tham khảo qua bất kỳ những thông tin gì về cái sản phẩm iPhone 10S Max này, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website của Hoàng Hà Mobile nhé. Hoàng Hà Mobile bây giờ đang bán rất nhiều các sản phẩm iPhone 10S Max. Và như bạn đã thấy đây thì đây chính là tựa game mà mình muốn giới thiệu cho bạn, một cái tựa game mà có thể làm khó được chiếc iPhone X Max của mình. Nó tên là ARK. Thì trước khi vào game thì chúng ta sẽ bắt đầu một chút bằng cách xem giới thiệu của nó. Thì đây các bạn, đây là một tựa game nằm trong top 21 tựa game phiêu lưu, và đây là một tựa game dạng sinh tồn. Tuy nhiên thì như mình nói ở phần đầu video, nó không phải là sinh tồn theo kiểu PUBG Mobile mà sinh tồn theo ở một cái thế giới hoang dã rất là nhiều khủng long. Ở đây thì có rất nhiều xếp hạng đây, 5.53 nghìn này. Đấy, và dưới này chúng ta cũng có một vài cái đánh giá ở người Việt đây. Thì trước khi cái tựa game này được phát hành ra trên phiên bản mobile thì nó là một tựa game khá là phổ biến trên PC, và nó cũng được phát hành trên nhiều cái nền tảng game khác như là PlayStation hay là Xbox One. Thì rất là vui khi mà cái tựa game này dành cho thị trường châu Á thì lại được hoàn toàn miễn phí, còn ở những thị trường khác thì nó rất là đắt và không phải ai mua được. Đấy. Đấy, đây là một phần giới thiệu bằng tiếng Việt này cho chương trình bật này. Bạn sẽ nhanh chóng làm quen với việc cầm thanh gươm laser trong lúc cưỡi chú khủng long bằng kim loại. Nhưng trước tiên thì bạn sẽ phải đi hai quả mọng rồi. Các bạn có thể tham khảo ở trên App Store nhé. Bây giờ mình sẽ vào game luôn. Cái dung lượng khi mà tải về nó sẽ ngốn khoảng gần 2GB. Rồi, vào game rất là nhanh, chứng tỏ là có chip Apple A12 bây giờ vẫn đang rất là mạnh, đúng không? Mình sẽ vào phần option này để kiểm tra cái cấu hình cho nó. Thì đây, đây phần video thì các bạn mình đã cài ở đây là Max rồi, tức là Epic, tức là mức đồ họa cao nhất rồi, và cái độ phân giải thì cũng là cao nhất luôn rồi, không có gì phải chỉnh sửa hết, mình sẽ vào game luôn. Ở đây thì các bạn có thể chọn hai cái phương án, đó là một là chơi offline, tức là chơi đơn, hai là chơi online. Online thì nó có nhiều server, mình sẽ thử chơi một server thôi nhé. Các bạn chờ chút này. Đấy, khu vực châu Á này, 4550 này, ở mức độ dễ này, khi mà chúng ta mới chơi thì chúng ta sẽ chỉ nên chơi ở mức dễ thôi,
chứ không là vào đây là không tồn tại lâu đâu. Các bạn sẽ rất dễ bị khủng long tấn công hoặc là những con độc nó tấn công, một tí đã chết rồi. Và lưu ý là đây là một tựa game mà các bạn sẽ cần phải có kết nối internet nhé. Trước khi bắt đầu game thì mình sẽ nói qua một chút về con chip Apple A12. Thì đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có iPhone mới nên đây vẫn là con chip cùng với chiếc iPhone mạnh nhất, mới nhất của Apple tính tới thời điểm hiện tại. Server bị sao đây? 7 phút, ok, không sao. Và đến tháng 9, tức là sang tháng thôi thì chúng ta sẽ có iPhone mới. Thì con chip Apple A12 này nó sẽ chính thức tròn 1 năm tuổi. Tuy nhiên theo thông lệ thì một con chip của Apple mà nó mới chỉ có 1 năm tuổi thôi thì nó vẫn còn rất là mạnh. Nên các bạn nếu mà quan tâm và muốn mua iPhone cũ về sử dụng thì rất là ok. Bởi vì iPhone mới rất là đắt đỏ rồi, không phải ai mua được. Tuy nhiên thì iPhone sau 1 năm thì giá của nó cũng đã dễ chịu hơn rất là nhiều. Mặc dù cái giá trị của nó vẫn rất là cao. Ví dụ như là iPhone X bây giờ vẫn đang 15-16 triệu này. Hay là X Max thì máy cũ tầm khoảng độ 21-22 triệu. Máy mới thì khoảng độ 24 triệu, 25 triệu gì đấy. Nhưng mà dù sao thì nó cũng đã rẻ hơn rất là nhiều rồi. Rồi, bắt đầu vào trong game. Khi mà mới vào game ấy, thì chúng ta sẽ không gặp phải bất kỳ một cái khó khăn hay là một cái khó chịu nào trong việc trải nghiệm đâu. Bởi vì con chip Apple A12 này vẫn đang rất là mạnh. Đấy, bây giờ mình sẽ đi nhặt quả này. Ở đây thì mình sẽ, các bạn thấy đây, có rất nhiều khủng long đây. Và chúng ta sẽ phải làm sao để tồn tại được cùng với mọi người đây. Bằng cách là giết ăn thịt này. Hay là thuần hóa của nó luôn để đi đánh nhau, xây nhà cái thứ đây. Và rồi vừa rồi thì khi mà máy của mình nóng một chút thì cái độ sáng màn hình nó giảm đi rất là nhiều. Đấy các bạn có để ý thế không nhỉ? Đấy, thì ngay khi máy chỉ nóng lên một chút thôi thì chiếc Xmax này của mình sẽ bị tối màn hình đi. Và đây là một cái nhược điểm chung của tất cả các dòng iPhone mà mình từng trải nghiệm. Trước đây thì mình đã gặp tình trạng này ở trên chiếc iPhone 7, 7 Plus rồi. Và trên chiếc iPhone Xmax này thì nó vẫn tương tự như vậy mà nó không thể nào khá khẩm hơn được. Thì đây là do vấn đề nhiệt độ thôi. Rồi tiếp theo, khi mà chúng ta mới đầu vào game ấy thì chúng ta trải nghiệm rất mượt mà, gần như là không vấn đề gì. Nhưng một lúc sau khi mà cái phần mặt lưng này nó nóng lên ấy thì bắt đầu sẽ có những cái trải nghiệm không thực sự là được như mong muốn. Một siêu phẩm mà chơi game hơi giật, hơi lag. Đấy, ôi rồi, đây mình đang bị khủng long tấn công, tôi chết rồi. Khả năng là mạng mình sẽ không còn giữ lâu nữa. Đấy, rồi ok, mình sẽ bắt đầu lại một cái mạng mới. Đấy, các bạn chỉ cần gọi là hơi hơi không tinh ý thôi là bị khủng long đuổi là xong rồi. Ôi, nó vẫn đuổi mình. Cứu, cứu, cứu. Rồi, đây rồi. Và bắt đầu vào game một chút thì mình bắt đầu thấy có hiện tượng là giật lag rồi. Tức là cái độ trễ của nó rất là cao. Khi mà mình vuốt sang trái sang phải này, thế nó sẽ không vuốt sang luôn, nó không nhảy ra luôn mà nó sẽ bị đơ một lúc. Rồi, mình sẽ vào lại để cho bạn xem nhá. Rồi, như vậy thì mình đã có mạng thứ hai và bắt đầu đi lang thang. Để sinh tồn được thì chúng ta sẽ phải đi nhặt đồ. Khởi đầu bằng những cái thứ đầu tiên, đó là đá, gỗ và hoa quả ở đây. Đấy, nhặt về. Và sau đó chế tạo những cái công cụ thô sơ để đi chặt cây, làm nhà các thứ. Sinh tồn đúng chất luôn, chứ không phải sinh tồn nó kiểu bắt nhau nữa. Đấy, khủng long này, gặp là phải né ngay. Chúng ta sẽ chịu khó, năng nhặt chặt bị để có nguyên liệu để chế tạo đồ. Tiếp theo quay trở lại nói lại về cái trải nghiệm chơi game thì bản chất của chip Apple A12 này nó vẫn rất là mạnh, vẫn rất là khỏe. Tuy nhiên iPhone thì các bạn biết rồi, nó không có cái chế độ tản nhiệt mà mặt lưng của nó là bằng kính nên cái nhiệt độ của nó sẽ bị đẩy lên rất là nhanh và nó không có một cái phương án nào để thoát nhiệt nhanh. Mặc dù mình đang chơi ở trong cái môi trường là điều hòa ở đây rất là mát nhưng mà máy rất là nóng. Và máy nóng thì các bạn biết là nhiệt độ nó chính là kẻ thù của điện thoại chúng ta. Thì khi mà nhiệt độ lên cao ấy, thì cái trải nghiệm nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Đấy, đây này. Nếu mà ở chơi game PUBG mà nếu mà chúng ta sang phải sang trái như này, khi mà quay sang ấy thì chúng ta đã bị chết rồi, không kịp bắn luôn. Đấy. Tương tự ở đây vậy, khi mà chúng ta bị khủng long tấn công mà chúng ta vuốt vuốt như này mà nó chậm quá thì làm sao mà chạy được đúng không? Đấy. Nhưng mà chạy như này cũng không chạy được này. Đây là một cái vấn đề mà iPhone gặp phải. Thứ nhất là bị tối màn hình khi mà nhiệt độ cao, thứ hai là cái trải nghiệm của nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Ở đây nó không hiện số khung hình đâu nhưng mà mình biết là cái số khung hình của nó bị giảm đi rất nhiều. Nếu mà có nó sẽ rơi ở tầm độ 20-30. Thì đây là một số khung hình rất là tồi tệ trên một siêu phẩm như vậy. Phần này mình rất là nóng. Mình sẽ camera này. Đấy, đây con gì đây. Đấy, nhìn thôi nhưng mà mình không làm gì nó chắc không sao. Còn nếu mà mình chỉ đá nó cái thì nó đuổi nó cắn chết ngay. Ở đây một tựa game mới thôi.
nó mặc dù vẫn có nhiều người chơi rồi nhưng mà mình cũng là một người mới chơi, thì hy vọng là với tựa game này thì mình các bạn sẽ nhiều bạn biết và chơi trò này hơn và chúng ta cùng chơi với nhau, bởi vì tựa game này là tựa game mà nhiều người chơi được mà. Lần trước thì mình có cơ hội trên tay chiếc ROG Phone 2 nhưng tuy nhiên thì mình không có thời gian để trải nghiệm thử xem là cái công nghệ tản chất lỏng thì nó có xử lý được vấn đề này không, bởi vì cái tựa game này yêu cầu đồ họa rất là cao. Đấy, có chip Apple A12 mạnh như thế mà nó cũng khi mà chơi một lúc thì nó bắt đầu lộ ra những cái điểm yếu của nó là vấn đề nhiệt độ. Đây, đây là một cái này chắc để nhốt đồ vật gì đấy thôi, không phải để ở. Hiện tại thì thời tiết ở trong game thì nó đang chuyển về tối rồi. Khi mà buổi tối thì các bạn sẽ lang thang một lúc, tôi sẽ báo luôn các bạn là các bạn đang ở ngoài trời, trời đang rất là lạnh và hãy đi tìm chỗ nào nó ấm ấm hơn đi. Đấy, game rất là thông minh. Đây, tiếp tục này. Ở trong này nó sẽ ba lô, sẽ nhặt đồ này. Sau khi nhặt đồ xong chúng ta sẽ đi chế tạo những cái công cụ để bình thường mới đầu chưa có gì chúng ta sẽ phải dùng tay để lấy gỗ, để chặt cây đấm đấm cho nó rụng đấy, còn sau này chúng ta có đồ rồi thì cần chém chặt thôi. Mặc dù đây là đang chơi nhiều người nhưng mình vẫn chưa thấy người nào luôn. Đấy, mình sẽ đấm nhá, này đấm này sẽ các bạn sẽ mất máu nhá, nhưng đổi lại các bạn sẽ có gỗ. Đấy, ồ được chưa, khá là lag, thật sự là di chuyển rất là khó. Mình lại đang bị khủng long đuổi hay sao ấy. Đấy, di chuyển này. Các bạn nhìn thấy không? Như này các bạn nhìn thấy rồi đúng không? Lõ trông thấy ra đây. À đây, đang tối rồi. Mới đầu thì khi mà các bạn nhận được nhiều bạn yêu cầu làm tựa game này thì mình cũng tải thử về chơi. Mình rất là tự tin khi mà chiếc Xbox của mình, nó là chiếc iPhone mới rồi, chơi game gì ngon. Thì mà khi mà vào trong cái game này chơi, mình thấy là thật sự là bây giờ mà không có tản nhiệt thì rất là khó. Mặc dù mình chơi trong cái môi trường điều hòa. Đấy, hiện tại thì mình cũng mới chơi thôi, mình cũng chưa khám phá ra nhiều điều. Các bạn có thể tải về ở trên kho ứng dụng để tải về chơi và trải nghiệm thử xem. Hiện tại thì cái tựa game này nó hỗ trợ trên cả hai nền tảng Android và iOS và chắc chắn 100% là miễn phí các bạn nhé. Riêng ở thị trường châu Á chúng ta sẽ được miễn phí cái tựa game này, không thì nó sẽ rất là đắt. Rồi, trải nghiệm thật sự không muốn. Và mình khuyên các bạn là nếu mà chơi tựa game này thì các bạn nên hạ cái mức cấu hình xuống một chút, tức là hạ về medium thôi, tức là trung bình thôi thì chơi sẽ ok hơn. Còn cái độ phân giải các bạn có để thể mắc bệnh được, để cho cái chất lượng ảnh nó nét. Đấy, đây nhìn rất là ok. Mặc dù nó hơi tối tí các bạn sẽ khó nhìn một chút, nhưng mình nhìn trên này thì vẫn rất là ok nhá. Chi tiết rất là đẹp này. Đấy, rồi tổng kết lại thì đây chính là cái tựa game mà theo mình đã có thể làm khó được chiếc iPhone X Max của mình ở thời điểm hiện tại, thời điểm khi mà nó chuẩn bị có một thế hệ iPhone mới tiếp theo. Mặc dù là có thế hệ iPhone mới rồi nhưng mà đây vẫn là một sản phẩm rất là mạnh này, vẫn rất là đẹp, camera các thứ mọi thứ đều rất là ok, nên nếu bạn nào mà có nhu cầu mua về sử dụng thì vẫn có thể mua về nhá. Và video mình tới là kết thúc, xin mời bạn để lại cái bình luận, cái ý kiến của bạn về chiếc máy X Max của mình với tựa game ARK này ở ngay bên dưới video để chúng ta cùng nhau bàn luận. Và đừng quên đăng ký kênh Dương Dê để bấm chuông theo dõi để cập nhật thông tin công nghệ mới nhất. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.